Dạ Ngọc Ngân ơi, xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Ngọc Ngân xin giới thiệu với quý cô chú anh chị một cái loại vú sữa rất là đặc biệt luôn, đó chính là dòng vú sữa bơ hồng đột biến trái khổng lồ. Cái dòng này thì nó cũng chưa có đăng ký tên thương mại với quý cô chú anh chị, do là cái trái nó rất là to bự, nó giống như trái bơ hồng, do đó là bên cửa hàng của Ngọc Ngân tạm gọi là vú sữa bơ hồng đột biến trái khổng lồ. Thì so với dòng vú sữa bơ hồng truyền thống thì cái dòng này to hơn hẳn và ăn rất là ngọt, rất là ngon luôn á quý cô chú anh chị. Ngoài ra thì có một vài nơi thì gọi cái bạn này là vú sữa lò rèn đột biến trái khổng lồ, thì cũng là bạn này luôn nha quý cô chú anh chị. Đây là một cái dòng vú sữa đáng để sưu tầm, thì chiều cao của cây là khoảng 60 cm tính từ miệng chậu đi lên, và cây nó xuống cành đó quý cô chú anh chị, thì cây nó đã ra những cái mầm mới như thế này. Thì khi mà đem về thì quý cô chú anh chị mình dưỡng khoảng 1-2 tuần rồi mình sẽ đem trồng, thì cây nó sẽ phát triển rất là nhanh nha quý cô chú anh chị. Cây của mình thì nó đang rất là khỏe mạnh luôn. Thì quý cô chú anh chị có yêu thích cái dòng vú sữa trái khổng lồ thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân nha. Cái dòng này ăn phải nói là cực kỳ ngọt và cực kỳ ngon, và trái rất là to luôn á quý cô chú anh chị. Hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều những cái dòng vú sữa, từ những cái dòng vú sữa xa xưa như vú sữa lò rèn, vú sữa bơ hồng, vú sữa tím bách thảo, rồi sau này thì có vú sữa tím mica và mica tứ quý, ăn được giỏ luôn á quý cô chú anh chị. Bên cạnh đó thì không thể không kể đến cái bạn vú sữa bơ hồng đột biến trái khổng lồ này, phải nói là cực kỳ xuất sắc luôn á quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị nào mà có yêu thích những dòng cây vú sữa thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân, và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân cả nhà nhé.